Trần Ngọc cùng với Tam Triệu Dân. Và ngày hôm nay thì Dân dự đoán là sau cái kỳ thi trung học phổ thông thì các quý phụ huynh và cũng như là các bạn học sinh đều đang rất là gọi là đau đầu về việc phải chọn trường. Thì ngày hôm nay mọi người ơi khỏi lo nha, bởi vì Dân sẽ đề xuất cho mọi người và cũng như là gợi ý cho mọi người một ngôi trường rất là tiềm năng và thú vị tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta. Đó chính là ngôi trường Đại học Văn Hiến. Mọi người cùng đi theo chân Dân nhé. Mọi người ơi, năm nay thì trường Đại học Văn Hiến có một thông điệp rất là hay, đó chính là hài hòa phụng sự thành nhân. Nghe tới đây thôi thì chắc là mọi người cũng chưa hiểu lắm đúng không? Tại vì Dân cũng vậy, Dân cũng chưa hiểu lắm. Nhưng mà Dân quyết tâm là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem là cái thông điệp hài hòa phụng sự thành nhân của trường Đại học Văn Hiến nó như thế nào nha mọi người. Còn bây giờ thì nói gì chứ, nãy giờ Dân cũng để một cái vật ở phía sau Dân đây, đó chính là một cây piano. Thì bấy lâu nay Dân cũng đã ém cái tài năng của mình vào bên trong rồi, nhưng mà hôm nay thì quyết định sẽ show ra cho mọi người. Thì bây giờ mọi người hãy cùng thưởng thức nhé. Cảm ơn anh editor rất là nhiều nha. Xin cảm ơn anh rất là nhiều. Chưa gì hết mà mới mở đầu mà Dân đã được chào đón bằng một cái buổi tiệc âm nhạc, nói chung rất là sung sức nha. Và để bây giờ nói tiếp theo cái sự sôi động đó thì chúng ta hãy cùng đến một cái không gian gọi là yên tĩnh hơn, đó chính là thư viện của trường Đại học Văn Hiến. Đây, mà không chỉ có một đâu nha, có tận hai cái thư viện tại hai tòa nhà khác nhau lận. Và trong thư viện thì bên cạnh có những cái phòng riêng cho máy tính các thứ thì còn có một căn phòng riêng dành cho các bạn theo học ngành Hàn Quốc học nữa. Và ở đây thì mọi người thấy đó, bao giờ cũng vậy, không gian thư viện rất là sáng sủa, rất là nhiều năng lượng. Và các bạn ở phía sau Dân đây đang rất là tập trung để học nữa. Đặc biệt hơn nữa là ở đây còn có kho sách với hơn 2.000 bản, đều là những tài liệu quý báu của cố giáo sư Hoàng Như Mai với nhiều thể loại khác nhau. Hello mọi người, hồi nãy thì Dân đã địa thấy một cái bạn nữ sinh mặc áo dài rất là nền nã xinh xắn, vậy cho nên tôi đã vội vàng bắt cóc bạn ấy ra đây để phỏng vấn một tí xíu. Thì bây giờ bạn có thể giới thiệu một chút về bản thân của mình cho khán giả Khám phá Trường Học được biết được không? Dạ, xin chào chị Dân cùng Khám phá Trường Học. Em là Tuyết Ngân, sinh viên năm 3 khoa du lịch trường Đại học Văn Hiến. Thì ra đây là Tuyết Ngân, ok. Thế thì nhìn thấy Ngân trong một bộ áo dài rất là duyên dáng, nền nã, rất là và là nữ sinh đó, thì không biết là cái này là trang phục, cái này là đồng phục của khoa của bạn đúng không? Thế thì Ngân có biết là những cái đồng phục của những khoa khác thì trông sẽ như thế nào không? Như các bạn cũng đã thấy thì đồng phục của khoa du lịch là một bộ áo dài rất là truyền thống, nền nã.
Còn tất cả các khoa khác như là khoa ngôn ngữ Trung nè, hay là ngôn ngữ Hàn, Nhật, các bạn cũng có những bộ đồng phục khác nhau, mang cái nét đặc trưng riêng của từng quốc gia. Và ngoài ra thì sinh viên Văn Hiến còn có một bộ đồng phục chung, đó chính là đồng phục thể dục rất là năng động. Vậy là bình thường thì mọi người sẽ hay mặc đồ thể dục hay là những cái bộ đồ của khoa mình? Những cái môn chuyên ngành đó thì các bạn sẽ mặc đồng phục của cái đồng phục của khoa mình. Còn khi mà các bạn tham gia sinh hoạt ngoại khóa là thể dục thì các bạn sẽ mặc chung đồ, là đồ thể dục. Ok, thế thì chị thực ra chị nghĩ là một cái bộ đồng phục đẹp nó cũng sẽ giúp cho các bạn cảm thấy tự tin và cũng như là kiểu hào hứng để mỗi lần đến trường thì mình có khoác lên mình một cái bộ đồng phục xinh đẹp, đúng không? Một cái câu hỏi một chút xíu nữa đi, là từ khi mà em trở thành sinh viên của trường Đại học Văn Hiến thì cái điều gì ở trường mà khiến cho em cảm thấy là yêu thích nhất? Dạ, nói tới điều mà em thích tại trường Đại học Văn Hiến thì thật sự là rất là nhiều. Đầu tiên phải nói đến đó chính là thầy cô, rất là tận tâm, tận tình, chuyên nghiệp và đặc biệt là thương sinh viên, rất là thương sinh viên luôn. Ngoài ra thì các chính sách học bổng từ trường Đại học Văn Hiến rất là đa dạng. Hàng năm đều có những chính sách chương trình hỗ trợ học phí cho tân sinh viên. Ngoài ra mà khi các bạn đồng hành tại WHO á, thì khi mà các bạn gặp khó khăn thì cũng có quỹ trái tim hùng hậu sẵn sàng hỗ trợ các bạn kịp thời. Và ngoài ra còn rất là nhiều chính sách học bổng khác nữa. Tiếp theo, trường Đại học Văn Hiến là môi trường hoạt động rất là năng động, tạo ra rất là nhiều chương trình sự kiện để cho các bạn sinh viên có thể tham gia và trải nghiệm khám phá bản thân của mình. Khi mà các bạn học tại trường Đại học Văn Hiến thì có cơ hội được trải nghiệm doanh nghiệp rất là sớm, cái đó cũng giúp chúng mình tự tin hơn sau khi mà mình ra trường. Và điều đặc biệt cuối cùng đó chính là tại trường Đại học Văn Hiến thì rất là nhiều trai xinh gái đẹp luôn. Cho nên là học tại Văn Hiến là các bạn không có lo sợ ế đâu. Chỉ riêng bản thân mình là 22 mùa lá đổ rồi, chưa một lần cầm cổ tay ai hết trơn á. Ôi ôi, cô gái như này mà. Thôi, thật ra là nãy giờ chị nghe rồi, nghe rất là nhiều, nhưng mà tự nhiên tới cái đoạn cuối cùng là chị tự nhiên chị tập trung đoạn cuối cùng thôi. Thì tôi cũng xác nhận điều này cho mọi người, bước vào đây thì cũng thấy trai xinh gái đẹp rất là nhiều, nhưng mà thôi, hy vọng là chúc em trong cái mùa này cũng sẽ có được một cái gì đó mới mẻ, và đặc biệt là cái chặng đường học tập của em ở trường Đại học Văn Hiến sẽ thuận lợi nhé. Yeah. Ok, yeah, cảm ơn em rất là nhiều. Cùng Dân khám phá xem là phòng học thông minh thì có những điều gì thú vị trong này nhé. Màn hình tương tác thông minh, cuộc trợ giảng thông minh, âm thanh, máy chiếu, xịn sò, bàn lục giác đa năng. Wow. Sinh viên trường Đại học Văn Hiến. Vì trường đào tạo mang tính ứng dụng, vậy cho nên là sinh viên đi học thì cũng được trải nghiệm rất là nhiều. Ví dụ như là trường có các học phần về trải nghiệm ngành nghề, và cũng như là các học kỳ về doanh nghiệp và thực tập tại các công ty. Bên cạnh đó còn có rất là nhiều các doanh nghiệp liên kết với lại trường Đại học Văn Hiến, vân vân và vân vân. Chào mừng các bạn đến với hội trường Trần Hưng Đạo. Và dĩ nhiên là nơi này đã được set up một cái dàn âm thanh ánh sáng rất là xịn để phục vụ cho những cái cuộc thi và cũng như là những sự kiện của trường. Mà nhân tiện nhắc tới sự kiện thì Dân cũng xin được thông báo với mọi người là trường có gần 200 cái sự kiện hàng năm dành cho các bạn sinh viên từ những cái lĩnh vực như là nghệ thuật, học thuật, nghiên cứu khoa học cho đến là thể thao, nói chung là rất là đa dạng luôn. Và nói về câu lạc bộ thì cũng sương sương thôi, tầm khoảng chừng 32 cái câu lạc bộ chứ có nhiêu đâu. Rồi, bên cạnh đó thì ngay từ đầu thì Dân đã nói là thông điệp của trường đó chính là hài hòa, phụng sự và thành nhân. Và cho nên là các bạn sinh viên của trường Đại học Văn Hiến thì cũng rất là tích cực tham gia những cái chương trình thiện nguyện của trường hàng năm. Ví dụ như là mùa hè xanh nè, chủ nhật đỏ, tiếp sức mùa thi và cũng như là trung thu cho em, vân vân và vân vân. Đó đều là những cái sự kiện rất là ý nghĩa và cũng như là nhân văn nữa. Và đây là Dân tin chắc là một điều rất là tuyệt vời dành cho các bạn sinh viên ở đây. Mọi người ơi, cầu thủ thì chưa ra sân đâu nhưng mà khán giả thì rất là hào hứng rồi để xem trận bóng đá ngày hôm nay. Và tranh thủ trong lúc chờ cầu thủ thì Dân sẽ kể sương sương với mấy bạn là ở trường Đại học Văn Hiến á, thì không chỉ tập trung vào việc học mà còn rất là quan tâm tới những cái hoạt động thể thao dành cho các bạn sinh viên nữa. Bởi vì nó không chỉ giúp cho các bạn cải thiện về sức khỏe, tinh thần nè, mà còn giúp cho các bạn có được cái cơ hội để thể hiện những cái tài năng và cũng như là sự nhiệt huyết tuổi trẻ nữa. Và bên cạnh đó thì trường Đại học Văn Hiến còn có rất là nhiều những cái câu lạc bộ về thể thao khác, ví dụ như là bóng rổ, bóng chuyền, karate, bóng đá chẳng hạn, và rất là nhiều những môn thể thao khác nữa. Bây giờ thì mọi người hãy cùng Dân xem một trận bóng đá và sau đó chúng ta qua bên kia để chúng ta xem một trận bóng rổ nữa nhé.
Hiện tại thì bây giờ Dân đang có mặt tại trung tâm chăm sóc người học của trường Đại học Văn Hiến. Và tại đây thì Dân sẽ cung cấp cho mọi người một vài thông tin hữu ích nha. Đầu tiên thì sẽ giới thiệu cho mọi người biết Mayu. Mayu chính là một cái doanh nghiệp nằm trong hệ sinh thái Hùng Hậu cùng với lại trường Đại học Văn Hiến và hơn 100 đơn vị khác nữa. Thì hệ sinh thái này không chỉ hỗ trợ cho trường mà còn tạo ra rất là nhiều cái cơ hội thực tập và cũng như là cơ hội việc làm dành cho các bạn sinh viên sau khi mà tốt nghiệp. Và trong năm 2024 này á, thì Mayu và cũng như là trường Đại học Văn Hiến sẽ tiếp tục cái chương trình là Mayu đồng hành cùng phụ huynh và thí sinh với rất là nhiều những cái hỗ trợ thiết thực dành cho các bạn sinh viên khi mà nộp xét tuyển học bạ vào trường Đại học Văn Hiến và trở thành thành viên Mayu trước ngày 15 tháng 7. Thì các bạn sẽ được nhận những hỗ trợ như sau: hỗ trợ học phí 50% học kỳ 1 và 20% dành cho học kỳ 2, được khám sức khỏe miễn phí và hỗ trợ việc làm cho phụ huynh. Thông qua chương trình này và cũng như là những cái sự hỗ trợ như trên thì Dân tin chắc rằng là Mayu và cũng như là trường Đại học Văn Hiến muốn đảm bảo rằng là các bạn học sinh khi học ở trường thì có thể tập trung vào việc học và cũng như là sẽ giúp đỡ thật là nhiều cho các bậc phụ huynh học sinh một cách tối đa. Dân tin chắc qua những hành động này thì đây là đều là những cái việc mang đến một cái ý nghĩa rất là nhân văn, giống như là những cái gì mà trường đã định hướng. Tại trường Đại học Văn Hiến thì đào tạo theo chính chỉ, vậy cho nên là sẽ có 3 học kỳ vào mỗi năm và các bạn sinh viên hoàn toàn có thể chủ động lựa chọn những cái môn học và cũng như là những cái tính chỉ phù hợp với lại cái lịch trình cá nhân của các bạn. Và cho nên là bạn nào muốn học vượt thì hoàn toàn là có khả năng nhé. Trường thì rất là mong muốn và cũng như là sẵn sàng hỗ trợ học phí cho các bạn sinh viên và đặc biệt là còn cam kết đảm bảo là sẽ không tăng học phí trong toàn khóa học luôn. Ngày hôm nay thì Dân nghĩ là Dân cũng đã hoàn thành cái nhiệm vụ của mình là cung cấp rất là đầy đủ những cái thông tin cho các bạn và cũng như là các quý phụ huynh. Còn bây giờ thì Dân sẽ để cái đường link ở dưới đây để các bạn cùng tìm hiểu thêm những thông tin của trường. Và các bạn ơi, các bạn phải nhanh tay lên để mà đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Văn Hiến nha, để nắm bắt cái cơ hội của mình. Còn bây giờ thì Dân xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những số sau của chương trình Khám phá trường học nha. Bye bye.